Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay một lần nữa Mộng Lan vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry Fountain Valley. Mộng Lan xin kính chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mộng Lan và chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem chương trình TV, đặc biệt là chương trình OKC hay là chương trình Đôi Mắt Sáng của chúng tôi. Thì chương trình này nhằm mục đích phối hợp phương pháp AutoCare và sự hữu hiệu của kính lọc màu trong vấn đề giúp cho cả trẻ em và cả người lớn, và đồng thời giúp cho một số triệu chứng hay là số chứng bệnh có liên quan về mắt và giúp cho cái mắt sáng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và Mộng Lan xin phép bác sĩ để thưa là bác sĩ nói là đôi mắt sáng, thì Mộng Lan cũng xin mời quý khán thính giả trên đường lái xe đi làm hoặc là buổi tối, quý vị làm ca tối, quý vị cũng có thể đón theo dõi chương trình Đôi Mắt Sáng của bác sĩ nhãn khoa James Trương phát thanh trên làn sóng 106.3 FM từ thứ ba cho đến thứ sáu từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng, và chủ nhật từ 12 giờ đêm rạng sáng thứ hai đến 1 giờ thưa quý vị. Và bây giờ trở lại với bác sĩ và cái phương pháp liệu pháp kính lọc màu, tức là Color Vision Therapy ạ. Vâng, thì nhắc cái chị có nhắc cái vấn đề mà chương trình radio buổi tối á, thì tôi cũng được cái feedback là rất nhiều người họ đón nghe, thì coi như là nhất là những người lớn á, họ lại làm những công việc ban đêm á, thì họ nghe và họ cũng rất là thích. Mà đặc biệt là cái chương trình buổi sáng sớm của chị 5 giờ đến 6 giờ đó cũng có rất nhiều người nghe, họ lái xe đi làm họ cũng nghe. Còn những người buổi tối họ làm những công việc hàng ngày buổi tối thì họ cũng nghe. Thì cái đó là một cái rất tốt để mình phổ biến tất cả những kiến thức về mắt. Thì đặc biệt cái ngày hôm nay á, mình có sẽ nói về cái đề tài là coi như là cũng vẫn là cái trong cái mùa hè này á, là cận thị cho trẻ em là những mối quan tâm hàng đầu, và đồng thời những cả những người lớn, những cái công việc hàng ngày mà mình không muốn cần kiếng nữa, mình không muốn đeo kiếng nữa, thì lúc đó cái đó là một cái rất tốt hữu hiệu trong mùa hè này. Mình có dịp để mình tới tham khảo để mình biết được cái phương pháp hữu hiệu là phương pháp AutoCare, và đồng thời có một phương pháp hữu hiệu khác nữa kết hợp với phương pháp AutoCare để kết hợp hai phương pháp giúp cho cái hiệu quả của cả hai phương pháp đều tăng lên. Vâng, đó là Color Vision Therapy phải không ạ? Vâng, đó là Color Vision Therapy. Thì hôm nay thì đặc biệt là mình cũng nói sơ qua một cái trường hợp, mà cái này thì coi như là đương nhiên mình không có để tên ở đây, nhưng mà để cho quý vị biết là cái trường hợp các em tăng độ rất là nhanh. Đây là cái năm 2014-15 á, thì em này có 4 độ 25 thôi. Chị thấy ở đây em là 4 độ 25. Yeah. Nhưng mà đến 2016 á, là em này tới 6 độ 25. Đây là một cái bằng chứng để quý vị thấy là trong cái những cái record mà chúng tôi ta thấy đó, là coi như các em tăng độ không phải là ít đâu. Có những em tăng 1 năm tăng tới 2 độ, có những em 1 năm tăng tới 2 độ rưỡi lận. Ở đây có những cái kỷ lục mấy em tăng 1 năm trời 2 độ rưỡi. Mà các em này thì tuổi rất là thấp, chị thấy sinh 2007, thì các em chỉ có mới có 10 tuổi thôi. Mà cái đường tương lai của em còn rất dài. Mà đây tôi muốn nói với chị như thế này, là có một cái quan niệm mà coi như là phụ huynh họ hay nói, là một số phụ huynh nhiều khi đi làm bận rộn quá mà mình cũng không có giờ, thì họ nói thôi giờ nó nhiều cái phức tạp, nó mệt mỏi quá, thôi để cho các em khi nào lớn lên đi mổ LASIK luôn. Thì theo chị nghĩ cái quan niệm đó có đúng hay không? Dạ, Mộng Lan nghĩ là cái quan niệm đó cũng không đúng lắm đâu, là tại vì nếu mà mỗi năm các em tăng độ như vậy thì các em sẽ lên rất là cao, mà hiện nay đó thì nếu mà bác sĩ nói rằng 3 độ trở lên là chúng ta đã có những cái nguy cơ nó xảy ra cho mắt của chúng ta rồi, thì cái đó không nghĩ là một cái good advisor, một cái good advice bác sĩ. Vâng, chị nói đúng. Ở đây bữa mình có nói là 3 độ trở lên đó là bắt đầu có bị nguy cơ 4 lần bị tăng cái rách cái võng mạc. Còn 3 độ tới 6 độ là 10 lần tăng rách cái võng mạc, và lớn hơn 6 độ là 16 lần cái tăng cái võng mạc, cái rách võng mạc, mà rách võng mạc thì có nguy cơ bị hư cái mắt luôn. Thì giờ mình trở lại một điều nữa để mình cho quý vị, mà quý vị nghĩ là cái LASIK á, thứ nhất là để cho các em lớn lên các em mổ LASIK đi, thì cái này thứ nhất là cái quan điểm này á, nó tương đối là hơi sai. Tại vì không hẳn là nói quý vị sai hoàn toàn, mà hơi sai. Tại vì như thế này, thứ nhất là các em tăng độ rất nhanh. Chỉ cứ nghĩ đúng rồi đó, mỗi năm các em tăng 2 độ thì quý vị add up lên các em 10 tuổi. Tôi cho là mỗi em tăng 1 độ thôi đi, 8 năm trời nữa các em 18 tuổi các em tăng 8 độ nữa. Giả sử các em độ đầu các em là 4 độ thì các em thành 12 độ. Và coi như là cái quý vị nhớ một điều đó, khi những bác sĩ LASIK họ mổ đó thì họ có những cái tiêu chuẩn của họ. Chẳng hạn như từ trên 8 độ đó là bắt đầu họ rất concern về cái võng, cái giác mạc nó có đủ dày hay không. Nếu mà nó mỏng quá họ không có làm được. Và nếu mà nó mỏng quá đó thì họ có thể phải làm hai phương pháp, gọi là phương pháp ICL, đó là họ gắn cái contact lens vô.
Một cái tay electron tắc len rất là mỏng, nó chỉ có 10 micron, 15 micron thôi, so với cái sợi tóc mà 50 micron nó bằng 1/3, 1/4 sợi tóc thôi. Mà họ nhét vô cái lồng đen để cho nó giảm bớt độ đi, xong họ bắn lên zig over lên. Mà cả hai kỹ thuật này cộng lại thì cái cost per bit nó không phải như cái một cái contact lens mổ laser mổ bình thường là cỡ 5.000 độ lại đâu, mà nó thành 18.000 tới đến 22.000. Thì nào quý vị nhớ là khi mà quý vị có cái quan niệm quý vị để cho các em coi như là laser rồi, xong này laser đi thì mình mắc phải ba cái vấn đề. Thứ nhất là các em lên độ quá nhanh, mắt các em dễ bị hư, dễ bị rách võng mạc. Cái thứ hai nữa là nếu sau này có làm mà tôi kêu cũng rất là khó làm. Và cái thứ hai nữa là cái độ các em cao á, sau này nhiều cái trở ngại cho các em lắm. Và cái thứ ba là khi mà đi mổ laser á, không phải là dễ đâu, và cái cost rất là cao. Và cái chính những bác sĩ đó họ cũng nói là khi mà mổ laser cho những em có độ cao vậy đó, họ cũng không guarantee là thấy được 20/20. Và họ coi như chỉ được 80% cái vision thôi, hay là 85% vision thôi, và rất khó mổ. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Dương. Và khi mà chúng ta chờ đợi như vậy, đó là chúng ta để con em của chúng ta vào cái nguy cơ của những cái gì mà bác sĩ James Dương vừa mới nói. Nếu một quý vị muốn tham khảo thì tất cả những tham khảo đều là miễn phí. Quý vị có thể gọi cho bác sĩ nhãn khoa James Dương để làm hẹn ở số là 714-418-9607, 714-418-9607. Và bây giờ là live testimonial, mời quý vị cùng theo dõi của bệnh nhân của bác sĩ. Đây là cuộc phỏng vấn về Ortho-K Therapy tại văn phòng nhãn khoa Eye Care Optometry ở Fountain Valley với bác sĩ James Drew. Em có thể giới thiệu sơ qua về tên của em được không? Hai chị, em tên là Minh Anh. Hiện nay em 26 tuổi. Thì trước khi làm Ortho-K thì em có mối quan tâm lo lắng gì không ha? Trước khi làm Ortho-K thì em phải đeo kính cận hàng ngày, rất ảnh hưởng rất nhiều đến việc lái xe và làm việc về máy tính. Thì trước khi bắt đầu Ortho-K thì em có sợ là mình làm được hay không, hay có những cái mối quan tâm lo lắng gì không? Em có hơi lo lắng bởi vì em cái độ loạn của em hơi cao, trên 2 độ. Thì hiện giờ thì em có còn lo lắng không? Sau một thời gian đeo Ortho-K thì em thấy mọi thứ đều ok, không có còn lo lắng gì. Em có biết về độ mắt của mình trước khi làm Ortho-K không? Độ mắt của em, mắt phải là 6 độ cận, 2 độ loạn, và mắt trái là 4/7 cận và gần 2 độ loạn. Em đeo Ortho-K lên được bao lâu rồi? Em bắt đầu từ tháng 7/2016, đến đây là gần được một năm. Thì sau đêm đầu tiên thì như thế nào ha? Sau đêm đầu tiên em đeo Ortho-K thì buổi sáng hôm sau là em có thể lái xe mà không cần phải đeo kính. Bên cạnh đấy là đã nhìn thấy cái ngón chân của mình lần đầu tiên trong cuộc đời. Hiện giờ thì em thấy được dòng nào trên bảng chữ ha? Em đã nhìn thấy là 20/20. Làm sao em biết về phương pháp Ortho-K ha? Người thân em giới thiệu tới văn phòng. Và em có ý định giới thiệu phương pháp này cho người thân và bạn bè không? Chắc chắn. Thì em có thể nói thêm về giống như những lợi ích của Ortho-K sau khi em đeo Ortho-K thì nó giúp em như thế nào ha? Về mặt thẩm mỹ là em không phải đeo kính nữa. Tiếp theo là nó giúp em rất nhiều trong việc lái xe, có thể quan sát hai bên mà không có trở ngại gì. Và thứ ba là em phải làm việc rất nhiều với máy tính thì mắt không bị khô và mỏi như trước nữa. Em có chơi thể thao rồi? Em có tập yoga và cũng giúp ích rất nhiều. Rồi, thì trước khi kết thúc em có muốn nói gì với bác sĩ James Dương không ha? Em rất cảm ơn vì bác sĩ đã giúp em có một cái liệu trình điều trị rất tốt, và văn phòng các chị ở đây rất thân thiện. Em rất cảm ơn. Cảm ơn em nhiều nha. Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị là để đáp ứng những cái nhu cầu về Ortho-K và tất cả các khám mắt và tất cả các nhu cầu khác, chúng tôi luôn luôn cố gắng trang bị những thiết bị mới. Và đây là ngoài những thiết bị mà chúng tôi đã có, chúng tôi có những thiết bị mới 2017, và đây là những cái máy mới nhất. Và đây là cái máy này có tác dụng không những vừa chụp cái giác mạc, vừa chụp cái coi như là những cái vấn đề về khám mắt, và đồng thời cũng chụp cái vấn đề khô mắt, chụp những vấn đề khô mắt và cái mí mắt của quý vị có bị problem hay không, và đồng thời chụp cả cái cataract nữa, đánh giá được cái độ cườm của quý vị. Chúng tôi có hiện giờ chúng tôi có hai loại máy đánh giá được độ cườm,
một máy khác và máy này để đánh giá cái độ cườm, và đồng thời là chụp, ngoài ra có nhiều cái chức năng chụp khác, chụp cả được cái những cái vấn đề quý vị bị lẹo hay là bị những cái gì trên mắt, mắt đỏ gì, chúng tôi sẽ chụp và lưu lại cái hình đó. Ngoài ra đây là những cái máy mà chúng tôi đã có, riêng một cái máy này là máy mới. Cái máy này là cái máy đo cái mật độ của cái võng mạc. Chúng ta nhớ là khi chúng ta đi thử xương, cái mật độ bone density đó, thì chúng ta thử cái loãng xương hay không, thì cái này thử cái mức độ loãng của cái võng mạc. Nếu mức độ võng mạc của chúng ta thin, chúng ta mỏng hay là loãng quá thì coi như là dễ bị những cái chứng macular degeneration. Nên cái máy này rất tốt để thử. Thưa quý vị, mặc dầu cái diện tích của văn phòng cũng rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng trang bị những thiết bị mới nhất để giúp khám mắt và làm một ok hiệu quả hơn. Đây là những cái máy mới mà chúng tôi có. Đây là cái máy, đây là thiết bị mà để khám mắt bằng digital. Chúng tôi có hai thiết bị digital để khám mắt, thiết bị digital mới nhất. Và tất cả cái này được control bằng bằng điện toán hết. Đúng, chúng tôi thay đổi những cái hình chữ trên đây và trên cái màn hình cũng thay đổi theo. Và đồng thời chúng tôi có thể thay đổi bằng những cái remote control để thay đổi những cái trên màn hình. Và đây là cái máy hệ thống khám mắt mới nhất của chúng tôi. Hệ thống khám mắt này là digital và coi như là nếu quý vị ngồi đây, quý vị sẽ nhìn lên cái tivi trên kia và đọc những cái chữ trên đó. Và là có những cái test trên đó và đồng thời cũng có những cái video để có tính cách là giáo dục để giúp cho quý vị hiểu thêm về cái vấn đề về mắt. Và đây là những cái máy mà đo và cái giác mạc, và đây là cái máy, một trong những máy đo giác mạc và đồng thời đo luôn cả cái cườm mắt luôn. Chúng tôi có hai thiết bị đo để đo cái cườm mắt, đánh giá cái mức độ cườm của quý vị. Vâng.